Ngọc Trai xin được phép giới thiệu khách mời của chúng ta ngày hôm nay, võ sĩ duy nhất được mệnh danh là độc cô cầu bại của Việt Nam. Xin mời anh. Xin chào Ngọc Trai. Dạ. Hai em. Xin chào Thiên Vương. Xin chào tất cả khán giả theo dõi chương trình Hot Daddy Talk. Thời điểm cũng như là cái khoảng thời gian mà là anh gặp gỡ chị vợ của mình. Hồi đó thì Nhất đang thi đấu ở Belarus. Đó nhờ em trai của mình là Tự Do xem giùm cái phòng tập võ. Khi mà về thì thấy Do đang tập cho một bạn nữ với là nhiều bạn khác ở trong phòng tập. Buổi trưa tập mà thấy cái mặt bạn nữ này nó ửng hồng lên. Đó, thì thấy mình cũng giờ mình để ý thôi. Hỏi ủa mặt đi tập đánh phấn hay sao mà hồng hồng vậy? À cũng có ghẹo. Thì nói chung là giống như là mình quan tâm đến các bạn trong phòng tập này nọ thôi. Thôi anh ơi thả thính nó đại đi chứ đó. Quan tâm tại sao quan tâm mấy bạn nào? Nhưng mà lúc đầu thì có cái sự ngại ngùng gì hay không? Cái đợt đó xong về là trúng một cái giải thi đấu của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cho nên là mình tập cho các bạn trong câu lạc bộ để đi thi đấu. Thì sau khi mà thi đấu xong á thì mời tất cả các học viên cũng như là các võ sĩ của mình á là đi ăn. Bạn nữ cũng như là vợ của mình bây giờ hiện tại á là ngồi bên cạnh mình. Duyên trời định rồi anh ơi. Không, có sự sắp xếp. Có không anh? Có sự sắp xếp em ơi. Là anh Nhất tự sắp xếp hay là do ông thầy sắp xếp? Lúc đó mình là thầy, mình là huấn luyện viên luôn. Là ai ngồi đâu thì ngồi đó đi. Tại có quyền. Tại có quyền. Anh và chị nếu có thể được gọi giống như là mối tình của chị em vậy đó. Khi mà bắt đầu á thì anh Duy Nhất có biết á là chị lớn tuổi hơn mình hay không? Lúc đầu thì mình không có biết. Đối với mình thì cái chuyện tuổi tác nó không có quan trọng. Quan trọng là cái tính cách. Mình nói chuyện mình thấy này nói chuyện cũng nói chung là giống mình. Quan trọng là cái duyên. Yeah. Quan trọng là tự nhiên mình với người đó trở thành một người nhà với nhau. Ừ. Mà nãy giờ á hai anh em mình cũng khá là vô tư mà quên hỏi, ủa chị nhà tên gì anh? Tên Huỳnh Thị Kim Oanh. Huỳnh Thị Kim Oanh. Dạ. Gia đình mình có mấy cháu rồi anh? Hiện tại thì Nhất và Oanh thì có một em bé. Ừ. Nhưng mà trước đó thì Oanh đã có một em bé riêng nữa. À, đó thì vậy là chị đã qua một lần đò. Dạ. Em bé đó cũng đang ở chung với mình luôn. Ừ. Em bé đầu là được 4 tuổi. Wow. Còn em bé của Nhất sau này với chị Oanh là cũng được 1 tuổi rồi. Cảm xúc đầu tiên khi mà là anh biết tin vợ mình có bầu. Cái ngày hôm đó thì vợ mới kêu hai bạch là gì cho sao nghe thơ thế. Thì đó mình tại vì xưa giờ cứ ăn rồi tập rồi đi đấu không mà hai bạch là gì kêu hai bạch là có em bé rồi vậy hả? Có em bé thì đẻ. Ủa vậy là không có bất ngờ, không có cái gì mà nó xảy ra trong cái cảm xúc của anh luôn hả? Không, nhưng mà mình khi mà có em bé rồi thì mình quan tâm vợ nhiều hơn. Mình cũng suy nghĩ ngày xưa mẹ mình cũng mang mình rồi chắc cũng cực khổ này nọ lắm. Người phụ nữ thì thiệt thòi nhiều thứ, cho nên là mình quan tâm nhiều hơn. Mà là anh Nhất chăm sóc vợ khi mà là vợ mang thai, có cái kỷ niệm gì mà có thể chia sẻ được không ạ? Ngày nào mình cũng bỏ cái thời gian ra tập cho vợ mình hết. Hả? Thì... vậy là kêu vợ lên bún nhau à? Đúng rồi. Là tập luôn. Tập miết đến khi mà có bầu rồi. Wow. Vậy là trong lúc mà là chị đang mang thai là cũng lên quýnh luôn. Đúng rồi. Là tập miết tới cái ngày cuối cùng là nay nhập viện đẻ là sáng vẫn tập. Tất nhiên là nó sẽ có những cái bài tập hợp lý cho. Đúng rồi. Thì là bầu đúng không? Trước đó thì tại vì mình cũng có tập cho Oanh rồi cho nên là duy trì cái cường độ, nhưng mà khi mà có bầu thì mình giảm cái cường độ xuống, cái bài tập luyện thì nó vẫn đấm đá được bình thường. Ừ. Những cái bài tập đó là giúp cho Oanh á là dạng như là không có bị đau lưng, không có bị mập. Khi mà đẻ em bé ra xong á là coi như là có sức khỏe lại liền luôn. Vừa đẻ em bé xong là nằm khoảng 3-4 tiếng cái là đứng dậy đi liền rồi. Hay vậy ta. Nếu mà như vậy thì mình không thể nào mà là bỏ qua được cái cơ hội là nhờ anh Nhất thị phạm cho một động tác mà theo anh thấy là đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. Đúng để rồi. Cho các mẹ tập mà là không có bị mệt mỏi trong cái quá trình mang bầu được không? Động tác mình squat á giúp cho đôi chân của mình rồi cái bụng của mình cũng khỏe, rồi sau này mình đi đẻ rồi nó cũng dễ lắm.
nhưng mà mình phải kết hợp với nhiều bài tập nữa chứ không phải là squat không. Các bạn nữ mà khi có bầu á, tốt nhất á là mình phải chọn cho mình một cái bộ môn thể thao, chứ đừng có nằm nhiều là hạn chế hoạt động quá thì mình sẽ bị giống như là bị béo. Mang em bé thì mình rất dễ bị lên ký, sinh em bé xong á cái người của mình á sẽ bị sồ ra rất là nhiều, làm nó dễ bị buồn cha. Yeah, tâm khi, lý với người ta thí dụ như vợ kêu mua gì mình mua đó, là nói gì là mình phục vụ đó nhiều. Cái mong muốn của mình là mình muốn xem thử cái sản phẩm mình nó làm sao, cái sản phẩm mình nó làm sao. Wow. Khoảng thời gian mà đang cấn thai thì bà xã em có bị ngén hay gì không? Tại vì có tập thể thao cho nên là cũng ít lắm. Hay là có thèm ăn gì thèm, bất chợt giữa đêm không? Thèm ăn thì thèm tùm lum á. Đợt đó gần Tết thì còn có mấy ngày nữa là Tết rồi, đòi ăn cái gì khổ qua. Cái mình sạch mạng chiêu cái đó hình như là cấm không cho người có bầu ăn mà. Mát quá, mát quá. Đòi đi ăn, mình cũng chạy đi mình tìm thử. Mà Tết là ai bán đâu, có nhà nào nấu thì tự nấu thôi. Rồi về có bị cự không? Không có, xong rồi cái về nhà mình mới sạch. Ê cái này cấm này, không có được ăn nè. Khi mà đi về mấy tỉnh miền Tây đồ á thì mình hay chở dừa á, buồn gì lên á thì cho vợ uống. Về đó thì mấy thằng học trò nó dưới miền Tây nhiều á kêu hỏi thầy xuống đây thích gì? Dừa. Mình cứ kiếm dừa cho anh là được, bỏ lên chở về, chở đi đầy nhà cứ ngày nào cũng uống. Bình thường là các chị đã khó đoán rồi. Đúng rồi, có em bé vô xong là tự nhiên lại khó đoán hơn, là không biết các chị nghĩ tại gì. Tại các bạn thì anh nghĩ là hợp lý thôi, bởi vì một người phụ nữ mang thai thì giống như là có một bộ máy thứ hai ở trong cơ thể là em bé. Tâm tính nó cũng sẽ thất thường, bởi vì mình cứ cảm giác đi, ngày nào mà cũng khiêng một cái ba lô 20kg hay 10kg mà ngày nào cũng như vậy, rất là mệt mỏi. Vợ của anh Duy Nhất có như vậy không? Là có thay đổi tâm tính không? Cũng thay đổi một ít. Con ít thôi hả? Đúng rồi, thay đổi một ít. Tại vì mình được một cái may mắn là mình tập cho vợ trước khi mà vợ có bầu. Sau đó thì vợ có bầu rồi mình vẫn tập luyện, bụng của vợ không có bự. Mấy người mà hàng xóm xung quanh á, khi mà đẻ em bé ra xong rồi á, người ta mới nói cái gì? Nhà này mới đẻ em bé hả? Mà hàng xóm xung quanh tôi thấy chị đi tập bình thường rồi, chị đi làm được bình thường mà. Vợ mình chỉ lên có 6kg thôi. Khi sinh em bé ra được 3kg. Wow. Đó. Em được nghe thông tin lúc mà là chị chuẩn bị mổ, anh cũng chuẩn bị đi thi đấu. Cái tâm trạng của anh lúc đó như thế nào? Cái ngày mà mình thi đấu là mình được kêu mời từ bên cái liên đoàn của châu Á, là mời mình và đi qua bên Malaysia mình thi đấu. Thì bác sĩ nói là nó bị trùng với gì, trùng với lận cái lúc mà vợ mình sẽ sinh. Nhưng mà có một cái vui á, là cái ngày mà đi sinh á, mình nói là bây giờ phải sinh trước khi mà anh đi thi đấu thì anh mới yên tâm. Sáng hôm đó vẫn tập, xong kêu thôi tối nay nhập viện đi để mai mổ. Ô sao mà cái cặp vợ chồng này ví dụ sinh nở có vẻ như đi chơi đó. Anh ơi vợ đi công đẻ. Đi công viên. Hai đứa mới nói là bây giờ mình vô trong bệnh viện á, mình nhập vô đó xong rồi cái mình bỏ đồ đó cái mình đi coi phim. Wow. Xong rồi mình về. Mình cũng nghĩ là chắc ok lắm, ổn lắm. Xong mình vô bệnh viện, vừa nhập viện cái bác sĩ đâu cho đi đâu. Nó đâu cho đi đâu. Rồi xong mình dính luôn với em đó. Tại bắt là phải siêu âm, phải theo dõi thai nhi như thế nào, phải xét nghiệm máu, tất cả mọi cái. Cho nên là không thể đi là đúng rồi. Mình cứ nghĩ là vô thôi, cứ nằm đó bỏ đồ đó rồi đăng ký rồi này nọ. Xong mai là mấy giờ mổ rồi là mình, xong rồi mình đi coi phim. Nhiều lúc cái sự vô tư như này nó lại có những cái kỷ niệm rất là vui, kể cho con mình sau này. Nó cũng là một cái mà rất hay mà. Cảm xúc đầu tiên anh Duy Nhất lúc mà là bế đứa bé trên tay á, anh cảm giác như thế nào? Cái lúc mà vợ vô trong phòng mổ á, nhấp vào cùng với chị gái của vợ với là mấy anh em trong nhà nữa thì ngồi chờ. Xong rồi á thì bác sĩ kêu cho người nhà vô. Vô đó thì thấy em bé nằm đó, xong rồi bác sĩ kêu tay chân rồi tất cả một phần đầy đủ. Nha. Cái đó mừng rồi. Em bé hồng hào quá này nha. Sao có cho đánh võ không? Có chứ, có cho đánh võ chứ. Cứ lau chùi rồi này nọ xong rồi cái đưa mình ẩm. Thực sự thì lúc đó thì rất là hạnh phúc, tại vì mình cùng với vợ trải qua nhiều cái khoảng thời gian khi mà vợ có bầu rồi đến cái giai đoạn chuẩn bị rồi xong ra đẻ, bây giờ xuất hiện cái sản phẩm của mình rồi. Cái lúc đó mà khó tả lắm, mình chỉ biết là mình nhìn nó, ôm nó. Cái cảm giác mà đứa con đầu đời của mình mà mình ẩm lên tay á, thực sự là không có thể nào diễn đúng tả rồi, được nó không có cả cái... em và cả Nhất hay là cả bản thân anh cũng không thể diễn tả được. Có nhiều lúc hoang mang
Ủa, bây giờ là mình là bố rồi đó, bây giờ mình là ba là con mình nữa. Đây là cái con mình. Ôi. Mình chỉ biết là mình có em bé vậy thôi, là mình giờ mình thấy em bé của mình vậy. Cái lúc mà là đứa bé ra đời xong á thì là anh có một cái quyết định gì mà nó táo bạo không, như là thôi giờ tôi không đi quấn võ nữa, tôi ở nhà để mà tôi chăm con. Mình cũng có nhiều cái suy nghĩ về cái vấn đề đó, nhưng mà được mình được một cái may mắn là người vợ luôn luôn ủng hộ mình, quen mình thì chọn lựa thì biết mình là một võ sĩ, cho nên là vợ giống như là hậu phương vững chắc của mình. Khi mà sinh em bé ra rồi còn có mấy ngày nữa là nhắc đi thi đấu, vợ vẫn an ủi thôi anh cố gắng đi qua đó thi đấu thật tốt xong rồi qua về đây với mẹ con em. Vậy thì anh duy nhất phải gọi là một người đàn ông rất là may mắn, vợ của anh chỉ vừa mới sinh thôi mà là chị vẫn hy sinh hoàn toàn luôn, chấp nhận là mình sẽ một mình chăm sóc con nhỏ. Sau khi mà người vợ sinh đó thì nó có nhiều cái yếu tố thay đổi đó, mà là ví dụ như em bé khóc rồi này nọ, mình cũng lên mạng mình tìm hiểu, có nhiều người chồng sau khi mà vợ mình sinh xong á thì bỏ đi nhiều á, mấy cái người vợ cứ ôm con mà khóc đồ á dễ bị trầm cảm, bị hậu sản đó. Cái khoảng thời gian đó là mình phải quan tâm nhiều lắm á, thi đấu xong là mình về hoặc là mình tập xong mình về nữa, mình quan tâm. Bà xã của Duy Nhất á là được Duy Nhất training ngay từ đầu. Anh này là anh khôn, anh trâu vào cái sức khỏe của bà xã đó. À vậy là tâm lý chiến nó được chuẩn bị đầy đủ rồi. Cho nên là sức khỏe hồi phục rất nhanh. Đó là cái điều mà coi như Nhất nó cũng yên tâm để mà có thể tiếp tục thi đấu, và bà xã cũng cảm thấy là mình đủ vững chắc để mình có thể mình ở nhà một mình. 10 ngày sau khi sinh đó là vợ quay trở lại tập. Tập bình thường luôn. Tập bình thường. Không có gì xảy ra luôn, sức khỏe là y chang như hồi trước luôn. Tập cái bài nói chung là nhẹ để mình thích nghi lại từ từ. À. Đó, nhưng mà mình có thể hoạt động được bình thường. Anh là chia sẻ rồi, yeah, là chị nhà đã có trước một đứa con, yeah. Thì trong cái quá trình mà là anh chăm sóc con của mình, yeah, với là chị và con trước của chị có điểm gì khác biệt không? Anh có thể chia sẻ được hay không? Mình cũng biết vợ là có em bé trước, mình xem em bé giống như là con của mình vậy á. Khoảng thời gian bây giờ thì mình cũng tập cho em bé luôn, tập luôn cho con của vợ. Em bé thì theo mình suốt, trở thành gắn bó luôn. Cái sự kết nối giữa hai bé có thực sự thân thiết, yeah, ngay từ cái lúc mà là hai bé chạm mặt nhau hay không? Cái lúc mà vợ mình có em bé có bầu á, mình hay nói với lặn em bé là đây là Bắp, tại mình đặt tên cho em bé của mình bây giờ là Bắp, cho nên còn bé lớn là Mía. Trong bụng của mẹ là đang có Bắp, là em của con á. Mai mốt mà Bắp ra đời là con nhớ dẫn Bắp đi chơi rồi chăm sóc cho Bắp rồi nha. Nó trời là, ơi sao mà dễ thương dữ vậy ta. Nó là em của con á, là con phải bảo vệ cho em của con. Xong rồi cái ngày nào nó cũng hình thành á, giống như thành thói quen á, cái nó ôm cái bụng á, nó kêu Bắp ơi Bắp nằm trong đó hả. Bắp ra đời á thì ngày hôm sau á là Mía không có đi học á, là lên bệnh viện luôn, nằm để chơi với mẹ, ngó vô nhìn thấy em bé á, dễ thương quá, Bắp từ trong bụng ra rồi nè đó. Trời em bé sao dễ thương quá vậy, nhỏ nhỏ á. Từ đó là hai chị em nói chung là quấn quýt nhau luôn, biết tới bây giờ luôn. Cái này là xuất phát từ cái việc mà mình giáo dục con mình. Khi mà mình có đứa con thứ hai thì đứa con đầu thường thường là trước giờ những người lớn tuổi thường hay rồi mẹ con có em bé nữa rồi là coi như bỏ con ra rìa. Những câu nói đó là tác động tâm lý của em bé trước đó rất là nhiều, làm cho con mình nó có một cái định kiến rõ ràng là mình bị bỏ ra rìa, cho nên là nó sẽ không thương em mình. Anh Nhất quả là một người đàn ông rất là tuyệt vời luôn anh Phương. Không phải một người đàn ông nào cũng có đủ sự bao dung. Đúng rồi. Để có thể chu toàn cho người phụ nữ của mình, mà đặc biệt là những gì đã xảy ra đối với người phụ nữ của mình. Nhưng mà là anh Nhất lại làm được cái điều đó. Em nghĩ lý do mà là chị vợ có thể toàn tâm toàn ý hy sinh cho anh Nhất cũng như là lo lắng cho gia đình á, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu anh Nhất đã không suy nghĩ gì cả, chỉ quan trọng là chúng ta hợp với nhau, có duyên, và là em thực sự có cảm tình với anh và thương anh, thì là chúng ta sẽ cùng về một nhà và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trong cái quá trình mà là nuôi dạy con á, anh Nhất có nhờ vợ tất cả mọi thứ hay không, hay là anh sẽ cùng vợ chia sẻ? Khi mà có thai á thì mình nói là thì vợ chăm sóc cho vợ rồi này nọ, đẻ ra đi rồi anh giữ anh nuôi cho. Khi mà đẻ ra rồi á, nếu mà giữ nuôi vậy sao đi thi đấu thì đó, đẻ ra đi giữ nuôi, xong rồi cái đẻ ra rồi xong rồi thì mình đi thi đấu như vậy, xong rồi khi quay trở về thì mình cũng tập luyện cho em bé. Khi em bé mà vừa mới ra đời mình vẫn tập luyện được cho em bé luôn, cầm chân cầm tay em bé mình hoạt động để cho em bé nó hoạt động á, là cũng bình thường mà đúng không, chứ đâu phải là mạnh bạo như là võ sĩ cho nên cầm gì đi lên nhẹ thôi. Hồi nhỏ nó chưa biết bò chưa biết đồ á,
là tối nào mình cũng ẵm, mình ẵm mình ru. Ban ngày mình tập rất là mệt rồi, nhưng mà tối về mình ẵm em bé mình ru á, mình rất là vui, giống như mình đang tập tạ vậy á. Dạ. Anh ru sao? Anh dạy cho các ông bố ru. Thì mình cứ giữ em bé vô trong lòng của anh mình. Anh có hát bài nào không? Hồi đó là trúng cái đợt đó là cái bài Hồng Kông 1 ra. Wow. Làm một khúc liền anh. Tình 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 tình. Vậy là chỉ có tình 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 mà là không hề có lời luôn. Không, mình mở cái điện thoại lên xong rồi nó có karaoke á. Oh. Nhưng mà mình mở nhạc nhỏ 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 thôi. Rồi giờ anh cứ đi vậy hoài, đi thi đấu liên biên vậy rồi thì lỡ sau này là con nó không có gần ba quá rồi là nó khó khăn thì sao? Cái đó vợ cũng nói. Thì cho nên là mỗi lần mình đi làm hay đi về gì á là mình phải chăm em bé liền. Chúng thôi là nó quên hơi mình. Có mấy cái bà mà giúp đỡ, bà nói á, mỗi lần mà chú đi đánh á, là cái áo của chú á là cởi ra thì để gần cái chỗ em bé đó, là nó có cái hơi của mình là em bé nó yên tâm nó ngủ. Mà bình thường em bé hay chơi với mình, còn giờ mình đi thi đấu rồi á thì thiếu mình là nó cũng khóc nha. Em bé nó hay lắm á, nó nhớ cái mùi của mình hay sao á. Đúng rồi. Cảm ơn vợ đã xuất hiện trên cuộc đời này của anh và đã mang lại cho anh được con cái rồi cũng như là cuộc sống này. Mong rằng thì anh với vợ để thêm nhiều đứa nữa và mình sẽ cùng nhau sống suốt hết cuộc đời này khi mình không còn thở được nữa. Tuyệt vời. Cái lần đầu tiên em gặp ảnh khác hoàn toàn so với bây giờ. Hồi trước á, khi mà là gặp ảnh hỏi ảnh bất cứ một cái gì ảnh cũng nhưng mà là toàn nói về võ thuật không. Đúng rồi. Cổng thôi thì anh cười cho qua. Còn hiện tại bây giờ khi mà là em thấy anh chia sẻ về cảm xúc của anh, về vợ, về hai đứa con của mình thì em thấy anh hoàn toàn khác. Anh cười nhiều hơn. Và trong ánh mắt của anh á, là có nhiều tình cảm và nhiều tình thương hơn. Và rất là cảm ơn sự chia sẻ của khách mời ngày hôm nay.